nhận xét thì cái bộ môn thập tự lương tâm này nó rất là công hiệu nhiều cái khía cạnh lắm, chứ không phải là một cái việc mà lưng hay là này nọ, nó còn nhiều việc rất tốt. Theo tôi là bao nhiêu năm nay tôi vẫn theo dõi cái thập tự lương tâm mấy năm trời, ngày nào cũng theo dõi chứ không phải là tôi thấy kết quả nhiều. Thầy Châu làm nhiều cái kết quả rất là mỹ mãn, giúp cho dân chúng rất là thành công. Anh là cũng là một cánh tay nối dài của thầy Dư Quang Châu ạ, giúp biết bao nhiêu đồng bào ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Nghe bộ đội phát biểu này, bộ đội bữa nay là hay lắm, mọi người phấn khởi lắm. Dạ, bởi vì cũng trước tiên là xin cảm ơn thầy Dư Quang Châu và toàn thể các bác anh các chị ở đây. Thì thực ra là tôi cũng là bị thoái hóa đốt sống cổ nó cũng nhiều năm rồi, nhưng mà được thầy các chị đến hôm nay là rất là tốt rồi, không có gì là hơn được bằng cái nếu mà mình đi chữa ở bệnh viện thì có thể là tiền 100 triệu cũng không thể chữa lại, mà ở đây chỉ có một lần thôi, nhưng mà thấy cái sự tiến triển nó quá là tuyệt vời như này thì không có gì hơn chỉ biết cảm ơn, và cũng cảm ơn thầy để thầy sẽ chữa trị cho nhiều người để được khỏi bệnh hơn, để cho họ không phải mang đến những cái nỗi đau khổ cho hoặc là nỗi buồn cho gia đình họ. Thì đó con vừa nói à, em vừa nói đó. Đó, giống như là ba chúa thơ ông Đoàn Thị Điểm hả? Không phải là cực lạc là đâu, tá cực lạc là đây. Kiểu sao đừng thầy đừng có lên cõi vạn sanh nha, thầy có lên cõi vạn sanh rồi là dân gian kiểu này khổ lắm. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.